Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi âm nhạc quốc tế Chicago CIMC tự hào là một trong những cuộc thi âm nhạc cổ điển thường niên uy tín trên thế giới với đông đảo thí sinh đăng ký dự thi mỗi năm. Cuộc thi mở ra cơ hội cho các thí sinh theo đuổi đam mê cũng như tạo bệ phóng cọ sát với môi trường trình diễn chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế. Và tập vinh dự tự hào trong vòng chung khảo vừa được tổ chức tại khu vực phía Bắc, em Nguyễn Trần Phong, Học viện Nghệ thuật AMA, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự lọt vào vòng chung kết sẽ được diễn ra ở thành phố Chicago, Hoa Kỳ trong thời gian tới. Xuất thân trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật, nhưng ngay từ nhỏ, em Nguyễn Trần Phong đã có ước mơ sau này trở thành một nghệ sĩ chơi piano đi biểu diễn khắp Nam Châu. Với mong muốn con trai phát triển toàn diện, chân thiện mỹ, nên gia đình chị Trần Thị Huyền, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đã luôn đồng hành, tạo điều kiện hết mức cho con theo đuổi ước mơ. Theo như lời nhận xét của cô giáo ở trung tâm thì cũng nhận xét là cháu có năng khiếu, nhưng mà tại vì là em mà tôi vẫn muốn là cháu tham gia cái hoạt động văn hóa và các môn văn hóa ở trường thật là tốt, nên là cũng không định hướng gì sâu sắc cả, chỉ là để cho cháu cũng có một cái môn là đam mê cháu thích, cháu không phải là bị nghiện game hay là không có những cái gì nó tiêu cực ở bên ngoài, thế là thay thế những cái môn ở trường ấy thì là cháu cũng cố gắng cháu vừa cân bằng các môn văn hóa cộng với cả đi học thêm đàn piano. Là người trực tiếp dạy bảo Trần Phong ngay từ những ngày đầu theo đuổi đàn piano, thạc sĩ âm nhạc Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Nghệ thuật AMA đã phát hiện ra ở em học sinh này có tố chất năng khiếu, cảm thú âm nhạc rất tốt mà không phải ai cũng có được. Khi bạn ấy chơi một cái tác phẩm thì bạn ấy thường là có một cái cảm thụ khá là tốt từ trong cái nó giống như là một cái sự yêu cái giai điệu đấy, và bạn ấy chơi một cách rất là say sưa cái cơ thể, toàn bộ cái cơ thể của bạn và cái đôi tay của bạn như là đu đưa theo cái giai điệu âm nhạc một cách rất là tự nhiên, chứ nó không phải là cố tình để đu đưa để biểu diễn. Tại vòng chung khảo cuộc thi âm nhạc quốc tế Chicago CIMC vừa được tổ chức tại khu vực phía Bắc, em Nguyễn Trần Phong đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ các trường chuyên nghiệp âm nhạc trong khắp cả nước để ghi tên mình tại vòng chung kết sẽ diễn ra ở thành phố Chicago, Hoa Kỳ. Sau cuộc thi vừa rồi, em cảm thấy có nhiều anh chị nhiều kinh nghiệm hơn em, nhiều tài năng hơn em, nên em phải cần nỗ lực hơn để sang năm đi thi tiếp và sẽ cố gắng mang giải về cho gia đình, mẹ và ông bà và cả học viện của em và cho bản thân mình ạ. Tôi đã lên một cái kế hoạch cho bạn ấy là bạn ấy sẽ tập trung đầu tư vào tiếp tục luyện ngón để hoàn thiện cái ngón đàn của bạn ấy tốt hơn và sẽ tìm một số những tác phẩm mà nó đòi hỏi kỹ thuật cao hơn một chút và sẽ tập trung để rèn luyện cho bạn ấy để mà bạn hoàn thành tốt được cái tác phẩm đó để đi thi một cách tốt nhất. Trong bối cảnh áp lực học tập, thi cử căng thẳng như hiện nay thì việc nhiều em học sinh tìm đến với âm nhạc sẽ giúp các em thư giãn, phát triển năng lực thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể chất toàn diện.